thầy chưa kể, rất là gì để các em bày tỏ là tri ân đối với thầy cô giáo. Giọng giọng ca đây là hồn non nớt nhưng thật đại là tấm lòng tri ân đầy tấm tình đối với thầy cô giáo nhà nghề giáo Việt Nam 20/11. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ của trường đại học FPT, trường đại học Greenwich đã đồng hành cùng với chúng tôi trong đêm diễn ngày hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh dồi dào sức khỏe, chúc hội diễn của chúng ta thành công tốt đẹp.